Ok, chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay mình sẽ quay về tướng Caffeine cho anh em xem. Trời ơi, chọn được một cái con tướng để mà làm clip nó khó quá anh em ạ. Con tướng nào nó cũng muốn chơi, thế nó mới khổ cơ chứ. Bây giờ thì mình thấy con tướng nào lâu lâu mà mình không chơi thì mình làm cho các bạn xem nhá. Chứ tướng nào giờ mình cũng thích chơi thì này làm sao mà đỡ được. Rồi, hôm nay có Helen đi support cho mình chơi nó. Quẩy luôn đi, sao lại phải sáng. Trời ơi, chơi nó. Lỡ rồi, tốc hành chơi luôn nè. Trời ơi, bạn ơi, đứng lại bạn ơi. Ú cha, bùm, may hả bưởi. Rồi xong, may quá. Trời ơi, tí nữa thì lại không ăn được mạng các bạn ạ. Ê, anh na. Trời ơi, cấp 3, may quá các bạn. Quýnh luôn, hồi máu với mình nha bạn. Quýnh, hồi máu, quýnh nó luôn. Sợ cái gì nữa đâu mà. Trời ơi, đó, hồi máu, ê, Helen. Ý giời, hồi máu cho cái, quay lại mình chiến luôn nha các bạn. Nhưng mà mít em bạn nó chạy tới, nó có cấp 4 chưa? À chà, máu nhờ, mới cấp 3 mà máu nhảy. Trời ơi, tí chết nhá. Tí nữa thì bị tướng Lorion chết với mình. Ái chà chà, á, lao vào luôn cơ à. Khiếp nhờ. Ok, bạn thích lao vào thì mình chơi bạn luôn nè. Xoán không? Bạn thích xoán không? À. Bập, chơi nó. Này thì bướng nè. Wow. Xịn sò anh em ơi. Xịn sò con bò nha. Thật ra thì vị tướng Caffeine này á, nó có tới hai cái trang phục khá là xịn nha. Trang phục bậc SS thì có một cái, mà trang phục Hello Queen gì đấy, cái đó nó thuộc dạng là hơn SS luôn đấy các bạn. Trang phục đó là xịn nhất, xong tới trang phục Caffeine này. Còn cái trang phục bậc S cộng ấy thì Caffeine mình thấy nó có nhiều ghê luôn á. Tới 5-6 cái trang phục bậc S cộng luôn á. Nhưng mà S cộng thì mình không đánh giá cao cho lắm. Chỉ có hai trang phục đáng gọi là để mua, đó chính là Kakemono và Hello Queen gì đó thôi các bạn. Trang phục này thì bán bằng quân huy. Anh em có thể vào thẳng trong cửa hàng ấy, mình nạp tiền vô á là mình mua luôn nha. Nếu các bạn nạp bằng ATM hay là nạp bằng cạc thì Gardena ấy, thì nó sẽ giá khoảng tầm 400.000. 400k các bạn, mua thẻ 400 là lấm thôi. Trời ơi là trời. Tại vì giá của nó hình như là gần 800 quân huy các bạn. Bùm chiêu. Úi dồi, sấy kìa. Kinh quá cơ. Ai cha. Mình sẽ về mình ăn này nha. Rồi, mít em bạn đang ở đây này. Kinh thế nhở, gánh liên tục rồi đấy. Sợ quá cơ chứ nhở. Trang phục này thì hiệu ứng kỹ năng rất là đặc sắc, đẹp. Hiệu ứng hình ảnh, hiệu ứng biến về, hiệu ứng âm thanh nữa. Trời ơi, rất là phê nha. Wow, bắn rồi, anh em ơi, bắn rồi. Bắn tới rồi. Hất tung nè. Mày hả bưởi? Mày xảo nè, quýnh chết luôn chứ nhờn hả? Đầu nha. Đừng có làm em cáu nha. Lên đi anh em ơi, lên đi các bạn ơi, các bạn gì đó ơi, lên đi nào, úi trời ơi, đấm gì à, khiếp, đấm thế cơ chứ ạ, à? Kinh quá nhờ, nén, xông lên, rồi gõ rồi, đập luôn rồi, còn đâu. Đập luôn rồi còn đâu. Có mạng. Có một mạng. Hư nè. Wow. Hai mạng luôn các bạn ơi. Đã quá. Triple kill. Yeah. Đấy đó. Anh em bảo mình đánh gà hả? Lỗi luôn á. Mình bắn cái tụi bên kia nó lủng ruột luôn á chứ. Rồi solo với anh Smell. Mở. Sao vậy? Trời đất ơi. Cái gì thế nhờ? Rồi xong chết rồi. Ồ, xịt pha đó một cái chiêu cuối mà cái chiêu một trúng vào cái thanh niên do là ăn rồi mà ta. Sao rồi không đánh người đánh lính nhỉ? Ôi, sai rồi các bạn ạ. Chắc vào đấy mình ấn nhầm quá. Mình ấn nhầm vào đánh lính quá. Pha đó mình bắn trúng cái thanh niên do là chết rồi đấy các bạn. Buồn quá hảo. Thế mà cuối cùng cái kết nó không trúng được. Đáng lòng. Yo. Ừ,
Ôi trời ơi là trời. Nghĩ làm sao mà nó đấy mình ra với con quái đấy cơ chứ. Bay vào đây, bay vào đây, lấm lúa nào. Tí nữa thì ăn được giòn là mình sống rồi đấy các bạn. Nhưng mà không ăn được giòn là mình chết hết tung hụt nế. A cha, trời ơi. Mình gồng trước một mình xịt một cái là lòi ruột rồi. Buồn quá thế nhỉ. Quá buồn trong một cuộc tình các bạn ạ. Ừ. Là của nhau. Bằng. Mày hả bưởi? Mày hả bưởi? Mày hả bưởi? À cha ơi. Wow, ghê thế nhờ, lao vào luôn cơ à. Khiếp thế này cơ á. Bạn mày làm mình sợ quá trời luôn đó. Vào đây. Bạn thích thì mình chích luôn à. Bạn thích là mình chích luôn à. Vô nè, một phạt. Bây giờ mình sẽ lên cho nó cái thần dịch cung trước, xong rồi mình lên cung tà ma sau nha. Lấy cái tốc độ đánh với cả xuyên giáp bắn nha, sướng ấy coi. Các bạn nó cứ lao ra nó ulti các kiểu con đà điểu luôn. Mình cố gắng ăn cái trụ mà không thành công rồi. Ui đông thế. Khiếp nhờ. Ôi ôi mấy bạn làm mình sợ hãi các thứ. Ui Kali cho mình bắn đẹp quá các bạn ạ. Ui ôi băng chấp bô kiều. Ôi Kali cho mình bắn pha đấy đúng đẹp luôn các bạn. Trời nó dã cho thêm bạn gọi là ra bá luôn với cái chiều cuối ý. Mình là người mà thừa nước đục thả câu thôi đó. Có bạn bình luận bảo là mình gọi là với mình là kiểu giống như là đi đánh đơn nên gặp phá game rồi và bú win các thứ ấy. Nhưng mà mình thấy rằng nếu mà gọi là gặp những thành phần đó thì nó cũng là bình thường thôi các bạn. Nhưng mình là mình vẫn chơi, mình cũng đánh đơn thôi mà. Gặp những trường hợp như vậy ấy, thì nếu mà team mình có những người như thế thì không gánh được thì thua đấy các bạn. Còn nếu mà team bạn lại có những thành phần đó thì mình lại ngon, đúng không? Nó chia đều cho 50-50 chứ đâu phải là trận nào mình cũng gặp mấy cái thành phần phá game hay là bú win này kia đâu. Mà nó rất là hên xui. Có nghĩa là hên xui nó nằm trong team mình hoặc là nó có thể nằm trong team bạn, đúng không? Gặp nó nằm trong team mình thì chấp nhận thua, ok. Chịu. Còn lỡ nó nằm trong team bạn thì sao? Thì mình lại được qua sao? Ngon lành. Đó. 7-1 rồi nha. 7 kill. Nào. Ui dồi. Wow. Wow, ái chà chà, bay vào đây mà chơi nè. Bá vô đây mà núp nào. Úi dồi ôi, anh đâu rồi. Ái chà, lại còn đẩy mình ra nữa hả? Lấy cái trụ luôn, bay vào đây. 1, 2, 3. Bay vào đây nè. Rồi, xong bé Hảo xin một mảng. Úi dồi ôi. Được một mảng luôn rồi, 9-1 rồi. Vào đây cho mình 9-1 rồi. Một mạng nữa là double kill. Double kill luôn rồi các bạn ơi. Triple kill. What a kill nào. Ra đây Lorion. Cái đầu xanh nhà nó chứ. Ra đây coi. Cho cái what a kill chi. Éo trò các bạn. Ý, thà nó chết trong trụ nó hung ra cho mình bắn nữa. Thiệt tình. Thôi. Xong. Thôi. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của mình nha. Hẹn gặp lại mọi người vào clip sau. Bye bye anh em.